Hôm nay mấy bác lại tổ chức gói bánh à? Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Món Ăn Hoang Dã nhá. Thì là hôm nay là mình cũng xin giới thiệu qua, hôm nay là mình làm món bánh ốc nướng này. Nướng hấp. Thường là nó khác với cái bánh bình thường. Thường là mình nấu nướng không gặm nếp. Ở đâu? Thì mình đây là một món bánh ốc này thì nó phát lại đi, đúng ra là nó không giống các món khác rồi. Nên em tập trung vào mình biết nhé. Vậy thì nghĩa là đây cũng là một loại bánh các bạn ạ. Như nó không phải là loại bánh bình thường, mà đây là bánh ốc. Nghe rất là lạ tai đúng không này? Vậy thì bây giờ anh mình cùng theo em xem các bác xem gói cái loại bánh đặc biệt này như thế nào nhé. Bánh ốc nướng. Bánh ốc lợn mà là không phải là luộc mà là nướng đúng không ạ? Dải ở dưới là một lớp ngải cứu anh. Rồi. Ở đây khá nhiều ốc lợn đấy các bạn ạ. Đây là tầm bao nhiêu cái ốc lợn đây anh? Cái này của nó là 25 bộ em ạ. 25 bộ à? 25 bộ. Chắc khỏi ngay đi đây một ra. Đây là cho đi ra thì ít hạt tiêu mình ít ra đi thôi. Lấy kéo nữa là này, lấy kéo để cắt cái nào, cắt kéo này cứng quá. Đây, cắt cái này. Đây để cắt cái này, không có gì cắt lá. Đây những cái dây này. Ngắn quá, cắt khoảng 30 phân. Tiết kiệm thế. Ê, luộc bánh này là có nhanh chỉ không anh? Ai luộc hay nướng nhỉ? Nướng à? Nướng thì trong khoảng bao lâu xong nhỉ? Cái này dài quá. Cái này nó chỉ nướng thì trong vòng 30 phút mềm. 30 phút là xong. Đã biết rất nhiều loại bánh rồi. Bánh trưng, bánh dậm, bánh giò. Rất nhiều bánh. Nhưng mà chưa gặp món bánh ốc bao giờ. Món độc lạ thôi, chỗ đấy rồi. Bánh ốc mà lại không phải là luộc các bạn ạ. Bánh thường là mọi người thường cho vào luộc, như đây là bánh nướng ấy. Hay giống bánh trưng chưa? Bác dơ cái bánh vừa gói xong cho anh em xem cái này. Cái này từ gần, nếu mà nhỏ thì gần giống cái bánh rợm vậy. Nhưng mà nhìn nó chưa cái nói thì nó sẽ khác rồi. Bánh ốc gói mới lại ốc lợn gói mới ngạch thiếu à. Cứ giải cho anh khi anh lấy ốc thì cứ giải cho anh hỗ trợ anh nói. Chị ngồi rồi. Rồi anh em cùng gói cho nhanh rồi để làm luôn để cho anh em xem cái nhỉ. Em mới là anh trai mình giải xuống dưới nhá, các bạn nhớ nhá. Chắc là để nó hấp đều. Đấy, cho gia vị cho nó đều, cho nó vừa cái bánh đúng không? Thường trong vào những cái dịp thì có hạt tiêu này, mì chính này. Dịp Tết Nguyên Đán ấy, anh Sản ạ. Em thường hay phụ bà nhà em gói bánh thì thấy thay vì bác lấy ngải cứu đậy vào kia thì bánh kia người ta sẽ lấy gạo, người ta che cái đỗ đúng không? Như đây bác lại dùng ngải cứu để che cái ốc. Rất là hay. Dưới hấp lên trên hấp xuống rồi. Mình lên dưới. Hai thợ phụ này nhàn quá. Không biết làm bằng gì, chỉ ăn thôi. Bánh này là cương dương bổ thận. Bánh này là này hai anh em cùng hỗ trợ gói cho nhanh đi. Đây còn nhiều ốc này mà mình bác Sản gói thì không biết đến bao giờ. Để học gói này. Cứ học thôi. Đây cái cuối cùng rồi anh. Đây là cái cuối cùng rồi đây. Hay quá, anh em đang sốt ruột xem cái bánh ốc nó như thế nào anh ạ. Rồi anh hoàn thành rồi. Đây anh em, đây là cái cuối cùng nhé. Giờ thì xong chưa? Xong em ơi. Anh cứ để đấy tí vợ em nó dọn cho. Rồi đấy, chờ cô chờ dọn anh dọn em cái này sao được chưa? Em lại nghĩ là bác sản chờ mãi bác bà cầu nào đấy. Có anh đâu được. Sao nhỉ? Có khi là bác ba sang chuẩn bị bếp đây anh ơi. Đấy anh mình làm nhanh món này nhé. Làm nhanh cho anh em xem, anh em đang rất tò mò xem cái bánh ốc này. Đây anh em, anh từ từ cho anh em xem. Đây anh em, bánh ốc đây như là bánh chưng luôn, nó có cái là nó mỏng hơn thôi. Đây, một mâm nhé. Rồi ok anh ơi. Anh em mình đặt cùng. Ở đây là anh em mình cho lên nướng hả anh? Em ơi cho lá nó ngược thì giải cái này để tránh nó cháy hả anh? Giải hai nước luôn, giải hai nước. Hai nước một đó. Không cháy ha. Chị phá nó đây xếp nữa không rồi. Dạ. Đấy, anh em mình đang cho bánh ốc lên nướng anh em nhé. Đấy nó không hết mình nướng là 30. Đấy cứ để nó nhỏ quạn này. Đây này rồi đấy, bất kia để nó ủ nhiệt xuống hấp xuống. À, hay là con phải thế nào? Anh nghe cũng lâu lâu rồi, liệu chín chưa anh? Héo lá chuối này chín rồi. Chưa để em cho thêm ít củi vào. Không có chưa đâu. Chín rồi nó héo lá này mà cầm nhiệt ăn như này là chín. Bỏ lá chuối ra là. Ôi nó quắt. Chín rồi đấy chú Khang ơi. Chín chưa anh, để em cho thêm ít củi anh ơi. Không phải củi nữa. Chín rồi chưa củi làm gì nữa anh? Bỏ lá chuối chín. Ồ, thơm quá. Cuối cái mùi thơm. Mùi thơm quá các bạn ạ. Bánh ốc. Mùi thơm tuyệt vời luôn. Thơm hơn cả bánh chưng anh em ạ. Cái mùi này cứu nó sực lên thơm nhỉ. Không còn thêm là cái mùi ốc mê gia vị. Bây giờ anh em mình là bỏ lên gì hay là thế nào đấy anh? Mình ngồi đây ăn luôn đi cho nóng anh ạ. Mình thưởng thức luôn tại trên lò nướng luôn. Rồi cái này thì em mời ông. Thôi ai có người nói ăn gấp đây đấy mà. Thôi chú cứ dùng đi, anh dùng đi nào. Mời tất cả anh em nhá. Mời tất cả anh em nhá. Mời tất cả anh em dùng với anh em mình nhá. Món bánh, bánh ốc nướng thì nướng này. Mời anh em dùng cùng anh em mình nhá. Mời các bác nhá. Thấy chưa? Ngon quá. Quá tuyệt vời. Nên kiểu này là không cần rửa bát phải đũa. Đấy. Ngon quá, ngon quá. Ăn thế này thì ăn cả đời được sao ạ? Vâng. Thật anh chỉ muốn ngày nào cũng được ăn như thế này rồi. Vâng. Ông con mình ăn thế này chẳng biết sống có họ. Đấy thọ không biết nhưng mà tôi chỉ muốn ngày nào tôi sống tôi được ăn thế này rồi. Anh em nhìn đấy, mấy anh em đây đang ăn bánh ốc nhé. Nghe hấp dẫn quá. Bốc tẩy thì nó xấu xấu rồi. Mình phải găm. Về đây thêm một số. Ngon quá. Còn khi mình làm cái này, này ăn cho nó thoải mái luôn. Anh yêu đi, nó còn nhiều mà. Đây, em để chỗ này cho nó nóng. Đó thì mời tất cả anh em nhá. Thưởng thức món bánh ốc nướng Ngải Cứu nhá. Thì là nếu anh em mà thấy clip hay nhớ đăng ký kênh Món Ăn Hoang Dã để ủng hộ anh em mình. Giúp anh em mình có những cái động lực làm những video hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào nhá. Xin chào cả nhà nhá. Xin chào anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em nhiều những video sau.